các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến, số 40. Phát biểu của Lê Đức Thọ đã gây tác động mạnh đối với Kissinger. Ông ta nói phải xin ý kiến của Tổng thống, và mặc dầu ông ta đã đề nghị hôm sau họp lại, nhưng sáng sớm ngày 5 tháng 12, ông xin hoãn cuộc họp lại 24 giờ. Kissinger báo cáo về Nixon là cuộc nói chuyện đã đi đến chỗ gần như chắc chắn sẽ tan vỡ và đề nghị hai cách lựa chọn. Trở lại và chấp nhận các điều khoản của Hiệp định tháng 10 không thay đổi bất cứ điều gì, hoặc là chấp nhận nguy cơ tan vỡ của cuộc thương lượng. Ông ta đề nghị Mỹ phải sẵn sàng chuẩn bị cho sự tan vỡ và đẩy mạnh ném bom miền Bắc để áp lực với Việt Nam. Richard Nixon, hồi ký, trang 725, 726, 727, 728. Ông ta cũng nêu lại việc xin từ chức. Nixon không chấp nhận và chỉ thị tiếp tục thương lượng. Trong bất cứ trường hợp nào, Hoa Kỳ không được chủ động cắt đứt cuộc nói chuyện. Chúng ta yêu cầu hoãn cuộc họp để tham khảo thêm. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, trang 1489. Cũng đêm 4 tháng 12, theo thông báo của Đại sứ Trung Quốc Hoàng Chấn cho ta, Kissinger đã gặp Đại sứ Hoàng Chấn với vẻ bực dọc bi quan, lời lẽ tức tối. Kissinger đã tường thuật lại cuộc họp riêng 4 tháng 12. Ngày 5 tháng 12, Kissinger xin hoãn một ngày. Ông nhận định sự tan vỡ hầu như chắc chắn. Richard Nixon, hồi ký, trang 722. Lê Đức Thọ, có hai cách lựa chọn, tùy các ông. Trước thái độ của Việt Nam, Mỹ tính đến việc giảm bớt yêu cầu của chính quyền Thiệu. Sáng 6 tháng 12, Lê Đức Thọ đưa ra dự thảo về vấn đề tù binh, tách hai vấn đề quân sự và nhân viên dân sự. Kissinger đặt nhiều câu hỏi, đặc biệt ông muốn biết rõ số phận 108 tù binh Mỹ trong tay chính phủ cách mạng lâm thời và 495 người bị mất tích ở miền Nam, mối liên quan trong việc trao trả ở miền Bắc và miền Nam, trách nhiệm của Mỹ trong việc trao trả nhân viên dân sự của hai bên Nam Việt Nam. Lê Đức Thọ nhắc lại đề nghị cũ về việc bố trí lại một số lực lượng tượng trưng ở miền Bắc của Nam Việt Nam, đổi lấy việc trao trả tù dân sự ở Nam Việt Nam trong 60 ngày. Kissinger muốn biết con số cụ thể về lực lượng sẽ được bố trí lại, Lê Đức Thọ nói. Nó có con số của nó, nhưng điều quan trọng là ông có tán thành đề nghị của chúng tôi không? Hôm nay Kissinger trở lại vui vẻ hơn hôm trước và kể câu chuyện vui châm biếm. Trong chiến tranh, người ta bàn phương pháp chống tàu ngầm. Có người nói là làm cho nước bể nóng sôi lên. Nhưng khi người ta hỏi làm thế nào, thì người đó trả lời: đó là sáng kiến của tôi, còn cách thực hiện các ông phải nghĩ ra. Điều đó cũng như ông cố vấn đặc biệt đưa ra ý kiến và nói rằng cách thi hành là tùy thuộc vào chúng tôi. Trực tiếp vào đề nghị của ông Thọ, Kissinger nói: hậu quả khách quan là phía Việt Nam không chịu rút đi cách gọi là quân miền Bắc. Quân đội đó là quân đội miền Bắc hoặc là những người theo chủ nghĩa hòa bình thì mới không có quân đội trên đất mình. Tôi không nghĩ các ông là người hòa bình chủ nghĩa. Ông ta nhận xét thêm là theo đề nghị của ta, vấn đề thả những người bị bắt được coi là nghĩa vụ pháp lý, còn việc bố trí lại lực lượng chỉ là sự hiểu biết không ghi vào đâu cả. Ông đề nghị giữ toàn bộ điều 8C, tù chính trị, như cũ, nhưng thêm vào đó có sự hiểu biết và Mỹ cũng ghi lại là việc thả những người bị bắt gắn liền với việc bố trí lại lực lượng. Kissinger đưa ra công thức, theo đó chính quyền Sài Gòn sẽ thả một số đáng kể thường dân bị giam giữ, đồng thời với việc triển khai
một số đáng kể quân đội ở phần Bắc của Việt Nam. 3 tháng sau khi ký hiệp định, hai bên Nam Việt Nam sẽ thu xếp những hành động đồng thời tiếp theo để có thêm thường dân bị giam giữ sẽ được thả theo một số tỷ lệ liên quan trực tiếp với số quân đội do hai bên được giải ngũ. Như vậy là Kissinger lợi dụng ta đưa ra việc điều chỉnh lực lượng để nâng giá mặc cả nhằm ép ta chấp nhận điều 8C. Lê Đức Thọ không trả lời cũng không phê phán đề nghị đó mà nói: hai bên đều muốn giải quyết vấn đề thì phía Mỹ phải cố gắng lớn. Kissinger thêm vào, nói hai bên cùng cố gắng cho công bằng. Không, chúng tôi có cố gắng lớn như các ông đã biết, Lê Đức Thọ trả lời. Nhân việc Kissinger nói về khó khăn của Mỹ đối với Sài Gòn, Lê Đức Thọ cũng kể khó khăn của ta. Như đối với chính phủ cách mạng lâm thời trong vấn đề Indonesia tham gia Ủy ban quốc tế. Hồi đó, sau khi Tổng thống Sukarno đổ, Đảng Cộng sản Indonesia bị đàn áp và tan rã, thái độ của Jakarta đối với cách mạng miền Nam cũng có khác trước. Lê Đức Thọ nói, đối với Lào, chúng tôi và các ông đồng ý trong hiệp định. Lon Non thì hoan nghênh, nhưng ông Khieu Samphon lại tuyên bố cuộc đàm phán ở Paris không vượt qua đầu Campuchia được. Đấy là ám chỉ chúng tôi, chứ không ai khác, là không được can thiệp vào công việc của người ta. Ông Phu Ma thì tuyên bố ngừng bắn ở Lào trong 1 tuần hay 15 ngày, nhưng Neo Lào Hắc Sạt lại điện hỏi chúng tôi, có phải điều đó Việt Nam điều đình với các ông không? Ông Thọ tỏ ra thân mật. Ngay trong những người cộng sản cũng có khi có những mâu thuẫn rất gay gắt. Kissinger cũng tỏ vẻ đồng tình. Tiếp đó, Lê Đức Thọ nêu ra những việc Mỹ leo thang trong các yêu sách của họ, rồi nói một cách dứt khoát. Mỗi bên đều có những khó khăn của nhau và bây giờ chỉ có 2 cách. Một là chúng ta trở lại hiệp định mà chúng ta thỏa thuận trong văn bản trước đây và có sửa lại thì chỉ là sửa về chi tiết, không thuộc về thực chất và nguyên tắc. Hai là hai bên đều sửa đổi, các ông sửa điểm này thì chúng tôi sửa điểm khác. Nếu sửa đổi như vậy thì thành ra chúng ta lại thảo luận lại một số vấn đề. Mỗi bên đều có nguyên tắc và lập trường của mình. Như vậy, thảo luận sẽ kéo dài và có khó khăn hơn. Trong 2 cách đó, các ông muốn cách nào chúng tôi cũng sẵn sàng, tùy ông. Nhưng theo chúng tôi, cách tốt nhất là giữ cơ bản của hiệp định. Đề nghị của Lê Đức Thọ rất hợp lý và mở ra triển vọng giải quyết vấn đề bế tắc của Mỹ, nên Kissinger hưởng ứng ngay. Lời phát biểu của ông cố vấn đặc biệt có tính xây dựng. Ông ta hứa sẽ xin ý kiến Tổng thống và sẽ cố gắng lớn giảm bớt những thay đổi mà ông ta đưa ra. Trước khi nghỉ, Kissinger còn nhắc lại chữ cơ cấu chính quyền, cho rằng đối với Nixon, điều đó gần giống như một nguyên tắc của tôn giáo, không chấp nhận điều gì có nghĩa là chính quyền liên hiệp và yêu cầu ông ta ghi cơ cấu hành chính. Ông ta còn thêm rằng những sửa đổi mà ta đã chấp thuận trong tháng 11 sẽ được xem như những chi tiết. Ông ta muốn nuốt trôi những nhượng bộ của ông Thọ trong phiên họp 23 tháng 11. Lê Đức Thọ đòi bỏ tất cả những câu có ám chỉ đến quân miền Bắc, nhất là câu hai miền tôn trọng lãnh thổ của nhau. Hôm sau, ngày 7 tháng 12, Kissinger đưa ra cố gắng cuối cùng của một lập trường tuyệt đối tối thiểu, không thể lùi thêm được nữa. Trước hết là giữ nguyên tất cả những thay đổi mà hai bên đã thỏa thuận trong tuần trước, tháng 11, bỏ một số đề nghị ông ta mới đưa ra hôm 4 tháng 12, bỏ câu các thành viên Hội đồng Quốc gia Hòa hợp Hòa giải Dân tộc sẽ do hai bên lựa chọn bằng nhau và trở lại văn bản tháng 10 nhưng vẫn ghi cơ cấu hành chính trong văn bản tiếng Việt. Bỏ việc giảm quân số trên cơ sở 1:1 và câu đưa họ về quê quán nhưng vẫn ghi hai bên miền Nam Việt Nam sẽ bàn việc giảm quân số trong 3 tháng.
bỏ hai miền tôn trọng lãnh thổ của nhau trong vấn đề khu phi quân sự, nhưng thêm Bắc và Nam Việt Nam không dùng vũ lực chống lại nhau và hai miền sẽ thảo luận thể thức qua lại giới tuyến quân sự tạm thời. Kissinger đã có bước lùi, nhưng Lê Đức Thọ thấy Mỹ vẫn đòi sửa đổi nhiều đối với ta, nên lại phê phán. Mỹ lại có ý đồ chia cắt Việt Nam, kéo dài đàm phán. Ông nhắc lại thiện chí của ta và nêu rõ, trong 9 vấn đề có ý nghĩa quan trọng, Mỹ đã đề ra và chúng tôi đã thỏa thuận. Trong đó có các vấn đề như khu phi quân sự, thay thế vũ khí, giảm bớt nhiệm vụ Hội đồng Quốc gia Hòa hợp Hòa giải Dân tộc, vân vân. Thì nay chúng tôi vẫn đồng ý giữ nguyên 6 vấn đề. Còn lại, Lê Đức Thọ đòi sửa 2 điểm và giữ nguyên điểm 1 như văn bản tháng 10. Kissinger nói, đây là bản hiệp định đầu tiên của nhiệm kỳ mới của Tổng thống Nixon mà nó mở đầu bằng một chương riêng biệt, đặc biệt lại nhằm về phía Hoa Kỳ. Đó là điều hết sức khó khăn, cho nên về điểm 1, chúng tôi phải xin ý kiến Nixon. Ông ta chấp nhận bỏ chữ nghĩa vụ trong vấn đề Lào và Campuchia trong điều 20. Cuộc tranh luận tỏ ra gay gắt chung quanh câu Mỹ đưa ra. Hai miền không dùng vũ lực chống lại nhau và vấn đề tù dân sự. Nhưng găng nhất là vấn đề khu phi quân sự. Kissinger nói, hậu quả của đề nghị của các ông là xóa bỏ khu phi quân sự. Phía Mỹ đề nghị hôm sau họp ở nhà do phía họ bố trí ở New Ely, Sursen. Mỗi bên 3 người, phía Mỹ chỉ có Kissinger, Head và Sullivan. Còn phía Việt Nam, Kissinger đề nghị mang theo ông Thạch. Ông ta nói, mỗi khi chúng ta gần thỏa thuận, thì ông Thạch lại viết giấy đưa cho ông cố vấn. Xuân Thủy, ông Sullivan cũng không kém. Ngày 8 tháng 12 năm 1972, tại Neuilly, Sursen, Kissinger phát biểu trước nêu những vấn đề tồn tại như sau. Vấn đề lời mở đầu, chữ cơ cấu chính quyền, vấn đề phục viên trong 90 ngày, vấn đề giữ nguyên điều 1 như trước, vấn đề quy chế khu phi quân sự. Lê Đức Thọ, còn vấn đề nhân viên dân sự Mỹ liên quan đến quân sự, điều 8C, còn 1-2 vấn đề nữa tôi sẽ nói sau. Cuộc họp hôm ấy mang tính đổi trác quá rõ ràng, nhưng cũng không phải nói toạc móng heo mà các nhà thương lượng còn thăm dò, rào trước đón sau bằng những câu đạo lý, những lời thuyết minh để chứng minh khó khăn và cố gắng cũng như thiện chí của mỗi bên. Kissinger nói, về lời mở đầu, Mỹ không sẵn sàng ký một hiệp định mà trong lời mở đầu ghi rõ tên chính phủ cách mạng lâm thời. Về điều 1, đấy là vấn đề rất khó khăn đối với chúng tôi. Chúng tôi hiểu khi nói tất cả các nước thì có nghĩa là khoảng 150 nước. Chúng tôi đề nghị các bên sẽ tôn trọng. Như vậy chỉ còn 4 bên. Nếu để Hoa Kỳ ngay từ đầu thì chẳng khác gì nhìn nhận một sự đầu hàng. Lê Đức Thọ, như vậy là chúng tôi tôn trọng chúng tôi. Về vấn đề Nam và Bắc Việt Nam sẽ không dùng vũ lực đối với nhau. Chúng tôi, Kissinger tiếp, sẵn sàng rút câu đó nếu các ông sẵn sàng phục hồi cái câu trước là hai bên sẽ tôn trọng khu phi quân sự. Rồi ông ta vẫn đòi ghi cơ cấu hành chính trong bản tiếng Việt và đòi hai bên miền Nam bàn vấn đề phục viên quân đội trong 3 tháng. Lê Đức Thọ nhận xét ngay, ông chưa thay đổi gì, chỉ có vấn đề không dùng vũ lực với nhau các ông thêm vào trong hiệp định không có. Nay bỏ đi thì không phải là nhân nhượng. Nhìn lại thì toàn các ông đưa ra những sửa đổi và chưa đáp ứng được điểm nào của chúng tôi. Ông có cố gắng lớn thì chúng tôi cũng có cố gắng lớn. Ông có cố gắng vừa thì chúng tôi cũng cố gắng vừa. Ông cố gắng nhỏ thì chúng tôi có cố gắng nhỏ. Nếu không giải quyết được thì trách nhiệm hoàn toàn ở các ông. Chúng tôi không bao giờ ký một hiệp định
mà không ghi tên chính phủ cách mạng lâm thời trong hiệp định. Kissinger: Về tên chính phủ cách mạng lâm thời, Hoa Kỳ có thể thuyết phục được Sài Gòn nhận hiệp định nếu các ông chấp nhận ghi lại hai miền tôn trọng lãnh thổ của nhau, hoặc có điều nói bốn nước Đông Dương. Lê Đức Thọ: Nếu ký bốn bên thì ghi rõ bốn tên chính phủ. Nếu ký hai bên, chính phủ Hoa Kỳ với sự thỏa thuận của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với sự thỏa thuận của chính phủ cách mạng lâm thời. Nếu các ông chấp nhận những điều trên thì chúng tôi đồng ý bỏ chữ cơ cấu chính quyền và đồng ý như các ông chỉ để chữ Hội đồng Quốc gia Hòa hợp và Hòa giải dân tộc thôi. Về các nước Đông Dương, trước kia chúng ta đã thỏa thuận ba nước Đông Dương. Vừa rồi các ông sửa lại là các nước Đông Dương chúng tôi đã đồng ý. Như vậy là hợp tình hợp lý lắm rồi. Kissinger nhắc lại điểm 1 và nói: Hoa Kỳ sẵn sàng nhận cả điều đó, nhưng với điều kiện là phải đưa xuống chương 4 về quyền tự quyết của Nam Việt Nam. Lê Đức Thọ vẫn đòi để nguyên chương 1 và nói: Để chiếu cố đến các ông, để tránh hiểu là chỉ có Hoa Kỳ mới tôn trọng, tôi đề nghị viết là Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Kissinger nói câu này xấu hơn, nhưng sẵn sàng nhận nếu để xuống chương 4. Lê Đức Thọ nói không phải xấu hơn mà tốt hơn câu cũ, và đây là chỉ thị của chính phủ không thay đổi được. Ông Thọ cho Kissinger biết, kỳ này tôi về Hà Nội thì điều này tôi bị chỉ trích nhiều nhất. Lê Đức Thọ đã nói đúng sự thật. Trong điện ngày 1 tháng 11, Bộ Chính trị đã nêu rõ, điều 1 phải đòi ghi lại như cũ. Về việc phục viên lực lượng vũ trang hai bên ở miền Nam, ông Thọ đề nghị, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành việc giảm quân số và phục viên càng sớm càng tốt. Về vấn đề nhân viên dân sự Mỹ liên quan đến quân sự, đề nghị phần lớn rút hết trong 60 ngày, số còn lại sẽ rút trong vòng 120 ngày sau khi ký hiệp định, và sẽ có sự hiểu biết riêng với Mỹ về việc này. Mỹ có hàng vạn cố vấn loại này ở miền Nam. Kissinger: Chỉ có 1.300 người làm việc cho chính phủ, còn 5.000 người làm việc cho các công ty. Mỹ đưa ra thời hạn 2 năm để rút hết. Trong hiệp định tháng 10 không nói tới vấn đề này. Kissinger nói vui rằng ông Thọ rất tế nhị, những nhân nhượng của ông không bao giờ là nhân nhượng cuối cùng, và những điều ông Thọ rút đi cũng không bao giờ rút đi hoàn toàn. Kissinger lại nhắc đến vấn đề tù chính trị mà ông ta tưởng phía Việt Nam đã đồng ý. Lê Đức Thọ nói, trong hai vấn đề này, nếu các ông giữ nguyên như hiệp định đã thỏa thuận thì chúng tôi không đề cập thêm nữa. Kissinger lại nêu ra khó khăn với Sài Gòn đến quan hệ tương lai giữa hai nước và đòi có đi có lại giữa điều khoản này với điều khoản khác. Kết thúc phiên họp, ông ta nói, chỉ có một lĩnh vực mà Hoa Kỳ có khả năng sửa đổi được, đó là vấn đề liên quan đến dính líu của Hoa Kỳ, không phải là lĩnh vực về nhân viên dân sự và khu phi quân sự. Về hai vấn đề đó, chúng tôi không thể đi xa hơn được. Kissinger đề nghị hôm sau họp ở Gritsch-Yvet. Ngày 9 tháng 12, cả hai bên muốn giải quyết nhanh. Sau mấy câu đạo lý chung chung, Kissinger nói, Tổng thống nay chấp nhận đề nghị của Việt Nam đưa ra về điều 1, Hoa Kỳ và các nước tôn trọng độc lập, vân vân. Và để ở đầu hiệp định, Hoa Kỳ cũng chấp thuận giảm quân số và phục viên càng sớm càng tốt, chấp nhận ghi chính phủ cách mạng lâm thời trong lời mở đầu và cho rằng cách viết như hồi tháng 10 là tốt nhất. Hoa Kỳ với sự thỏa thuận của hoặc hành động chung với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với sự thỏa thuận của hoặc hành động chung với chính phủ cách mạng lâm thời. Lê Đức Thọ hỏi thêm về cách ký. Kissinger cho biết sẽ do Hoa Kỳ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký
và sau đó sẽ có thư gia nhập của chính quyền Sài Gòn và chính phủ cách mạng lâm thời. Lê Đức Thọ nói, tôi lạc quan về việc Mỹ nhận một số vấn đề nhưng không lạc quan khi Mỹ vẫn đòi để điều 4. Như vậy, Mỹ vẫn tiếp tục dính líu quân sự vào nội bộ miền Nam Việt Nam. Rõ ràng, ông cố vấn đưa ra một tay và tay kia lấy lại thì kết quả vẫn như cũ. Về khu phi quân sự, tôi đề nghị ghi tôn trọng khu phi quân sự và hai miền Nam và miền Bắc Việt Nam sẽ thỏa thuận về thể thức đi lại qua giới tuyến quân sự tạm thời. Như thế là quy định thể thức đi lại của dân chúng, Kissinger hỏi. Thể thức đi lại qua giới tuyến, ông Thọ trả lời. Về thời hạn, đề nghị rút các nhân viên dân sự ở miền Nam trong 2 tháng, như các ông đã nói với Bộ trưởng Xuân Thủy hôm 17 tháng 10. Kissinger cho là Lê Đức Thọ tăng thêm nhiều điều kiện trong một số vấn đề và làm cho cuộc thương lượng như một việc buôn bán ngựa. Lê Đức Thọ nói, Mỹ nêu lên các sửa đổi rồi lại rút đi để nói là nhân nhượng và nói, ở Việt Nam không có từ buôn ngựa mà người ta thường nói lái trâu. Sau khi nghỉ, Kissinger đề nghị, nếu tất cả các vấn đề khác mà giải quyết một cách thỏa đáng thì Hoa Kỳ đồng ý để điều 1 và điều 4 trong hiệp định, đề nghị rút nhân viên dân sự trong 15 tháng. Lê Đức Thọ nói sẵn sàng bỏ điều ghi về nhân viên dân sự trong đề nghị của Việt Nam và có sự hiểu biết riêng nhưng không ghi vào hiệp định. Ông Thọ cũng đồng ý để Indonesia tham gia vào Ủy ban quốc tế, nhưng thời gian rút nhân viên dân sự 15 tháng thì dài quá. Kissinger nói, Việt Nam nhân nhượng ít quá, không đủ cho Phó Tổng thống Mỹ đi Sài Gòn mà ông ta nói từ đầu. Hai bên lại bàn đến vấn đề khu phi quân sự. Kissinger đề nghị, trong việc lập lại quan hệ bình thường về nhiều mặt, có vấn đề cho phép đi lại của dân thường qua giới tuyến quân sự tạm thời. Nếu các ông chấp nhận câu đó, thì chúng tôi đồng ý bỏ câu nói tôn trọng lãnh thổ của nhau. Lê Đức Thọ, tôi không có quyền quyết định. Kissinger, tôi cũng vậy. Tôi phải hỏi chính phủ, tôi không có quyền, ông Thọ nói. Tôi cũng thế, tôi tin ở ông, Kissinger đáp. Lê Đức Thọ lại nói, tôi bị phê phán rất dữ, tôi phải tìm một công thức như thế là quá lắm rồi. Trong tuần qua, tôi đã trao đổi nhiều lần với Hà Nội, nhưng chính phủ chúng tôi còn chỉ thị cho tôi cao hơn công thức mà tôi nêu với ông. Sự thật bây giờ, ở vùng giới tuyến, một bên là miền Bắc, một bên là vùng giải phóng của chính phủ cách mạng lâm thời. Đáng lẽ, chúng tôi không có gì phải quy định vấn đề qua lại giới tuyến này. Nhưng vì cố gắng để giải quyết với các ông, chúng tôi mới tìm ra công thức đó. Đó là thực tế. Lê Đức Thọ nói thêm, tôi còn phải hỏi lại, rồi đến ngày kia 11 tháng 12 gặp lại. Đúng là hôm trước đoàn nhận được chỉ thị của Bộ Chính trị về khu phi quân sự, ta kiên trì không ghi công thức của Mỹ vì như vậy sẽ đẻ ra nhiều vấn đề phức tạp. Ta ghi theo công thức của Bộ Chính trị đã thông qua. Hai miền sẽ thỏa thuận về quy chế khu phi quân sự và định ra thể thức qua lại giới tuyến quân sự tạm thời. Hai bên thỏa thuận phải xin chỉ thị của chính phủ và trong khi chờ đợi, các chuyên viên sẽ họp vào sáng Chủ nhật mùng 10 tháng 12, mỗi bên 3 người để rà soát lại văn bản. Hôm đó là một cuộc họp căng thẳng, huyết áp của Lê Đức Thọ lên cao phải nghỉ nhiều lần và kết thúc cuộc gặp riêng không thoải mái gì cho cả hai bên. Bế tắc. Tối hôm đó, đoàn Mỹ gửi cho ta một công hàm nhân danh Tổng thống, nói rằng Nixon chưa chấp nhận công thức của Kissinger đưa ra và đòi phục hồi lời lẽ chương 5 mà Việt Nam đã thỏa thuận hôm 23 tháng 11 về khu phi quân sự. Cuộc họp ngày 11 tháng 12 thực ra chỉ còn một vấn đề lớn, khu phi quân sự. Nhưng khi vào họp, Lê Đức Thọ nói chưa nhận được chỉ thị của chính phủ, có lẽ sáng mai mới có trả lời và chiều mai mới thảo luận được. Kissinger tỏ ra bực bội và thất vọng. Ông ta nói rằng ở Washington bầu không khí rất căng thẳng
người ta không còn kiên nhẫn nữa. Ông đưa ra nhiều lý do để nói, người ta ngày càng bực tức. Phó Tổng thống An Lưu cứ chờ mãi để đi Sài Gòn, bây giờ lại phải hoãn lại. Còn ông ta tối mai phải về Washington và do đó không thể đi Hà Nội cho đến sau lễ Noel. Ông đổ cho Việt Nam kéo dài đàm phán, nhưng ông ta cũng đồng ý thảo luận vấn đề ký kết và lại đưa ra một thời điểm. Nếu ngày mai đạt được thỏa thuận, thì tối mai Phó Tổng thống Mỹ đi Sài Gòn, tối thứ Năm ông trở về Washington, sau đó đi Hà Nội vào thứ Tư hoặc thứ Năm tuần tới. Đó là cách duy nhất làm xong trước Noel. Nếu không thì phải trì hoãn tất cả hoặc bỏ cuộc đi Hà Nội của ông ta. Kissinger cũng dự định ký hiệp định ở Paris vào ngày 27 hoặc 28 tháng 12. Để tỏ rõ sự bực bội, ông ta đề nghị nghỉ họp để đi báo cáo Nixon. Không khí trở nên căng thẳng thêm. Về cách ký kết, Lê Đức Thọ không đồng ý đề nghị cũ của Mỹ là chính quyền Sài Gòn và chính phủ cách mạng lâm thời gửi thư tham gia vào văn bản Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mỹ ký. Ông đề nghị cả hai bên và bốn bên cùng ký một văn bản. Kissinger không chịu. Cuối buổi, Lê Đức Thọ đưa ra công thức. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mỹ ký một văn bản. Chính quyền Sài Gòn và chính phủ cách mạng lâm thời ký vào hai bản khác nhưng nội dung giống nhau. Tức là có ba văn bản nội dung giống nhau mà có lần Kissinger đã đề ra. Phía Mỹ hứa sẽ nghiên cứu. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của WinWin Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. WinWin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.